Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Này, thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy Để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại khi người ta nộp anh em thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì vì trong giờ đó thiên chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì thật vậy không phải chính anh em nói mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em anh sẽ nộp em em sẽ nộp anh cho người ta giết cha sẽ nộp con con cái sẽ đứng lên chống đối lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết vì danh thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét nhưng kẻ nào bền chí đến cùng kẻ ấy sẽ được cứu thoát khi người ta bắt bớ anh em trong thành này thì hãy trốn sang thành khác thầy bảo thật anh em anh em chưa đi hết các thành của israel thì con người đã đến công đoàn phục vụ thân mến Chúng ta vừa nghe trình thuật tin mừng Matthew chương 10 Nói về sứ vụ của các môn đệ Những người môn đệ là những người được Chúa chọn Chắc chắn nơi những người môn đệ đó Cũng là những người tạm gọi Qua công việc của họ chỉ là những người trải lưới chỉ là những người làm đánh cá cái lối sống mà họ đang có rất đỗi bình thường nhưng khi chúa gọi họ chúa lại trao cho họ một cái sứ vụ hay nó khác hơn là cái một nhiệm vụ quan trọng cao cả từ cái công việc bình thường của đời sống thường nhật chỉ là những người trải lưới đánh cá ven biển nhưng giờ đây chúa sai các ông đi Thầy sai anh em đi như chiên Đi vào giữa bầy sói Vậy anh em phải khôn như rắn Và đơn sơ như bổ câu Nghe điều này chắc có lẽ Chúng ta là những người đi theo Chúa Là những người kia tố hữu Giả sử như Chúa sai chúng ta Đi là sai anh em đi như chiên Đi vào giữa bầy sói Chắc chắn là Chúa đang muốn chúng ta là những con chiên mà hình dáng của con chiên là hình dáng của sự hiền lành hình dáng của con chiên là hình dáng của sự khiêm nhường như chiên đi vào giữa bầy sói cái sự hiền lành cái sự khiêm nhường đó đi vào giữa cái bầy sói đó cái bầy sói là cái hình bóng của sự gian dối cái hình bóng của sự chết chóc Chúa sai chúng ta đi vào đó Nói lời của Chúa Chắc chắn nói lời của Chúa cũng Dễ dàng làm cho chúng ta phải chết Bởi vì sao? Chiến đi vào giữa bầy sói Nhưng Chúa muốn chúng ta như là những người con chiên đi vào giữa bầy sói bởi đâu vậy? Tức rằng bởi vì Chúa đã chấn an với chúng ta một điều là không phải chính anh em nói mà là thần khí của cha anh em đã nói trong anh em. Như vậy để công bố lời của Chúa nói lời của Chúa là những người sống đời sống khiêm nhường là những người đời sống sống sự sống hiền lành. Nói lời của Chúa, công bố lời của Chúa Cho những người đang là cứng đầu cứng cổ Nói lời của Chúa cho những người đang là Không chấp nhận đón nhận lời của Chúa Thì chính Chúa đã sai Thánh Thần Cứ Thánh Thần để nói Trong chính cái lời nói của mỗi người chúng ta Lời Chúa hôm nay thật là tuyệt vời Với ý nghĩa trong bối cảnh của đời sống hôm nay Chúng ta thấy ngày hôm nay là các nhà truyền giáo Bị bách hại rất là nhiều Đặc biệt ở các đất nước châu Phi Khi con đi học ở bên Philippines Có một sơ à, nói với con trong cái sứ vụ truyền giáo của sơ Khi sơ về sơ đi học Sơ chia sẻ là khi ngài sơ phục vụ ở cái vùng Tanasia bên châu Phi Khi tiếp cận với những người thổ dân Khi tiếp cận với những người là cũng có đạo đấy nhưng nó hoàn toàn khác với cái những con người mà sơ đã tiếp cận ở tại bản địa tại xứ sở của sơ sơ nói khi mà sống ở trong bối cảnh đó là bệnh tật đã đành nhưng có thể chết bất cứ lúc nào chiên đi vào giữa bầy sói có thể chết bất cứ lúc nào là như vậy hôm nay lời chúa muốn chúng ta là những người được chúa kêu gọi hãy sống với lời của chúa để chính lời của thánh thần nói trong lời của thánh thần sẽ nói để cho chúng ta nói cho những người mà chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống và như vậy dù chúng ta có thế nào đi chăng nữa chúng ta có bị nộp bị đánh đập bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền thì chúa vẫn ở với chúng ta thánh thần vẫn ở với chúng ta xin chúa cho chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện của chúa thánh thần trong cuộc đời của những người tông đồ trong cuộc đời của những nhà truyền giáo trong cuộc đời của những người ki tô hữu để chúng ta sẵn sàng xâm mình sẵn sàng công bố lời của chúa đến cho anh chị em bởi vì chính thánh thần thần khí của cha anh em sẽ nói trong anh em amen